Gia đình này ai nấy đều là thiên tài hiếm có. Ngay cả cậu cả Charles, đứa có IQ thấp nhất trong nhà, năm 12 tuổi đã sở hữu công ty bất động sản của riêng mình với giá trị lên tới hàng trăm triệu đô. Mà cô chị gái Margaret và em Woodridge chỉ còn có IQ cao hơn. Chắc chắn bạn sẽ tò mò ba đứa trẻ thông minh này, bố mẹ của chúng sẽ là thần thánh phương nào. Rất đáng tiếc, bố mẹ của chúng chỉ là những người dân không thể bình thường hơn. Khi ba đứa còn rất nhỏ, bà mẹ Ethelai đã bị chồng Roy ở Nhẫn Tâm ruồng bỏ. Mặc dù hai người không chính thức ly hôn nhưng đã tách ra ở riêng trong thời gian dài. Cũng có nghĩa cuộc hôn nhân này chỉ còn lại cái danh mà thôi. Ethelai là một người phụ nữ mạnh mẽ, bà âm thầm hạ quyết tâm sẽ nuôi dưỡng ba đứa con thành những tinh anh, mà may mắn là ba anh em đều trở thành những đứa trẻ có tài năng thiên bẩm. Anh cả Charles có khứu giác thương nghiệp nhạy bén về máy móc, tinh thông cổ phiếu, chứng khoán. Chỉ mới 12 tuổi đã trở thành người nổi tiếng trong giới tài chính. Mà điều càng đáng sợ hơn là Charles là đứa trẻ có IQ thấp nhất trong ba người. Chị hai Margaret là đứa trẻ được nhận nuôi từ cô nhi viện, mặc dù tính cách có hơi quái dị nhưng có khả năng tưởng tượng phong phú, phong văn hấn dẫn, sách của cô bé viết nổi tiếng trong và ngoài nước. Cô bé giành được rất nhiều giải thưởng văn học lớn, trở thành thần tượng mới và đang đà đi lên. Giỏi nhất là cậu Woodridge, tố chất sức khỏe tốt, trong giới đánh bóng tennis không tìm thấy đối thủ. Năm đầu tiên tham gia thi đấu đã đoạt một loạt cúp lớn, tiền đồ cực kỳ rộng mở. Theo lẽ thường, ba đứa trẻ này sau khi lớn lên chắc chắn sẽ gây dựng được sự nghiệp lớn. Nhưng ai ngờ, vợ của Charles không mấy qua đời trong một cuộc hỏa hoạn, để lại hai đứa con nhỏ. Từ đó Charles tự hủy hoại bản thân, bỏ bê sự nghiệp. Hắn chìm đắm trong sự đau khổ, không cách nào thoát ra được. Cả ngày chỉ diễn tập phòng hỏa hoạn để tìm chút an ủi cho bản thân. Chị hai Margaret tìm kiếm bố mẹ đẻ, cuối cùng đoàn tụ với họ ở vùng đất Indiana xa xôi. Kết quả khi chặt củi không may bị chặt đứt một ngón tay. Từ đó cô cũng không còn viết sách, không quan tâm đến văn học nữa. Sau khi chơi thêm mấy năm nữa, cô quyết định gả cho một người có tiền tận hưởng cuộc sống phu nhân giàu có. Richie là người nghe lời nhất, ban đầu còn ổn, thành tích học tập lúc nào cũng đứng đầu, cũng không làm mấy thứ vô bổ chỉ chuyên châm vào đánh tennis. Nhưng hắn có một bí mật đã giấu trong lòng suốt bao lâu nay. Đó là việc hắn yêu thầm người chị không có quan hệ huyết thống này. Nhưng khi trận chung kết của giải đánh tennis thế giới diễn ra, trên màn hình Richie thấy hai vợ chồng chị hai đến cổ vũ cho mình. Chuyện này khiến hắn tức giận, bỏ luôn thi còn tuyên bố sẽ giải nghệ ngay ở đó. Sau đó hắn lên thuyền đi du ngoạn khắp nơi suốt mấy chục năm. Mặc dù các con đang tự hủy hoại bản thân nhưng cuộc sống của Ethelai thì rất mỹ mãn. Sự nghiệp thì đang trong đà phát triển, vì phương diện tình cảm cũng có tin tốt. Sau một khoảng thời gian ngọt ngào, bà mẹ quyết định gọi các con về để tuyên bố việc mình sẽ kết hôn. Chuyện này không hiểu bằng cách nào đã truyền đến tai Roy ở. Những năm nay, ông ta đã sớm nghỉ việc, tiêu hết toàn bộ số tiền tiết kiệm còn bị chủ đuổi ra khỏi nhà. Nếu Ethelai gả cho người đàn ông khác, thì từ đó ông ta sẽ không còn quan hệ gì với gia đình mình nữa. Hơn nữa hai vợ chồng ông còn chưa chính thức ly hôn. Roy ở đến tìm Azelien, nói mình bị ung thư ruột già, chỉ còn một tháng nữa thôi, ông ta cầu xin bà đừng cưới người đàn ông khác. Còn tỏ ý muốn ở cùng bà và các con trong khoảng thời gian cuối đời này. Ethelai nghe vậy liền động lòng. Mặc dù hai người đã không còn tình cảm, nhưng ông ta cũng là bố ba đứa trẻ, tình thân rất khó có thể chia cắt. Cùng lúc đó, ba đứa con lần lượt trở về, ba người tỏ rõ thái độ với Roy ở. Đặc biệt là anh cả Charles, không thèm nói với ông một câu nào, chỉ mong mẹ sớm kết hôn với chú Henry rồi đuổi người đàn ông xấu xa này ra ngoài. Mà đối với sự phản cảm của các con, ông bố không chọn cách đối đãi trực diện mà đi đường vòng, cố gắng gây thiện cảm với hai đứa con trai. Ông ta muốn từ chỗ con của Charles để khiến Charles dần dần hóa giải địch ý với ông, quả nhiên chiêu này rất có hiệu quả. Hai đứa con cố gắng cầu xin bố, Charles đành phải đồng ý đưa ông đến thăm vợ đã mất của mình. Quan hệ giữa hai bố con cũng có chút đỡ hơn, thấy có cơ hội phát triển, ông ta liền tính kế để ở trong nhà Ethelai. Thái độ của Richie đối với ông cũng khá ổn, sau một hồi tỏ ra yếu đuối ông thành công vào sống trong phòng Richie. Sau khi mọi người biết chuyện, liền xông vào phòng định đuổi ông ta đi. Lại phát hiện ông đang trong tình trạng bị kịch, nằm trên giường không thở được. Bạn Roy ở giả làm bác sĩ tư, còn dặn dò gia đình đừng làm ông kích động, nếu không cũng không sống qua nổi tháng cuối cùng đâu. Đám trẻ dễ dàng mắc lừa, mặc nhận cho ông sống tại nhà. Mà trong quãng thời gian này Roy ở bắt gặp Margaret đang chuẩn bị hẹn hò, ông nghiêm khắc mắng mỏ con gái, còn bảo cô hãy trân trọng cuộc hôn nhân trước mắt, đừng đi quá giới hạn. Mặc dù xuất phát từ lòng tốt, nhưng cách này hiển nhiên đã đắc tội đối phương. Cùng lúc đó, Henry cũng không có rảnh tay, ông cũng lo mình sẽ mất vợ nên âm thầm gọi điện cho bệnh viện để điều tra thông tin bác sĩ tư trước đó. Henry phát hiện tên đó là đồ giả mạo, ông bố bị vạch trần trước mặt mọi người. Ethelai rất đau lòng, đuổi thẳng ông ra khỏi nhà. Không lâu sau, chuyện Margaret ngoại tình cũng bị bại lộ, thám tử tư còn lật lại tình sử phong phú trước đó của cô. Cuộc hôn nhân của hai vợ chồng Margaret cũng đến hồi kết, hình tượng nữ thần trong lòng Richie hoàn toàn sụp đổ. Hắn cực kỳ thất vọng, Richie cạo râu và cắt đi mái tóc dài của mình, rồi cắt tay tự vẫn trong nhà tắm. May mà được kịp thời phát hiện đưa đến bệnh viện mới bảo toàn tính mạng. Roy ở ngay lập tức đến tìm Richie, ông cố gắng khuyên giải con. Cuối cùng Richie cũng quyết định nói ra chuyện này với Margaret. Hai người cũng mở được lòng mình, chấp nhận lẫn nhau. Nháy mắt, đến ngày cưới của Ethelai và Henry. Tình nhân của Margaret vì muốn báo thù nên đã lái xe lao đến lễ đường. Roy ở bất chấp nguy hiểm, ôm lấy hai đứa cháu tránh thoát khỏi tai nạn xe. Việc này đã khiến Charles hoàn toàn tha thứ cho ông.
Cuối cùng, Royer vẫn không ngăn cản được việc Athelai cưới người khác, nhưng đó thì đã sao, thứ ông muốn chỉ là quay về với gia đình này mà thôi. Cho dù là Athelai hay ba đứa con, họ đều đã quên đi quá khứ không vui vẻ trước đây, họ đã thực sự chấp nhận Royer, như vậy là đủ rồi. Bộ phim ấm áp này mang tên Gia đình thiên tài, mặc dù việc Royer vứt bỏ vợ con là không đúng, nhưng những năm nay ông cũng chịu trừng phạt xứng đáng. Vào những năm cuối đời, ông đã gỡ bỏ nút thắt với vợ và con, đối với ông đây là kết cục hoàn mỹ nhất. Review phim đến đây là kết thúc. Nếu thích video nhớ bấm like và subscribe. Hẹn gặp lại!